Mỹ có Justin Bieber, Việt Nam có Hoài Lâm, đang trên đỉnh cao sự nghiệp bất ngờ buông thả bản thân. Hoàng tử nhạc bóp được fan hâm mộ tung hô. Diddy đã làm hư ngôi sao khi 15 tuổi, tạo nên một Justin thảm họa beta. Việt Nam thì có Hoài Lâm, từng được đặt ngang với Sơn Tùng MTP. Bỗng tuột dốc không phanh, lên tiếng cầu cứu. Tôi sợ showbiz thị phi lắm, đã chảy và nếm đủ nên đã đến lúc phải dừng lại. Liệu có phải ai đó đã làm hư Hoài Lâm? sau sự việc nhà sản xuất âm nhạc kiêm rapper Diddy bị lên án do loạt hành động thiếu đạo đức, hành hạ, XHTD phụ nữ cũng như những thứ ám muội trong những wild party của hắn bị vạch trần khán giả đã không khỏi lo lắng cho Justin Bieber. Nhiều khán giả quay xe xin lỗi vì đã có những lời chê bai Justin Bieber sống thiếu động lực khi ở đỉnh cao danh vọng cũng như không coi trọng hình ảnh bản thân. Thời điểm phát hành Yami, rất nhiều người cho rằng cả bài hát lẫn MV rất xáo rỗng và nhảm nhì. Hình ảnh những được Justin Bieber cắp lên Instagram cũng bị chê bai là cách làm truyền thông không đẹp mắt cho Yami nhưng sau khi nhìn lại cũng như sâu chuỗi thông điệp qua hình ảnh cho thấy anh chàng như đang tố cáo Diddy cũng như những kẻ đứng sau đế chế đó. Justin Bieber trở thành người bị suy đoán nhiều nhất. Công chúng nghi ngờ, Diddy đã làm hư ngôi sao nhạc pop từ thu ô thiếu thời. Trên hết, Justin Bieber rất có thể từng là nạn nhân của Diddy. Nổi tiếng khi còn quá nhỏ, Justin có lẽ không nhận ra thời điểm ấy mình bị lợi dụng ra sao. Tổn thương ngày càng nhân lên, Justin biểu hiện ra ngoài bằng những cuộc nổi loạn. Theo vài nguồn tin cho biết Justin Bieber được Diddy tiếp thị công khai cho một nhóm tỷ phú vô danh khi anh mới 15 tuổi. Quá khứ đen tối đã khiến Justin từ tài năng nhí tỏa sáng nhất, là chủ nhân của hàng loạt hit tỷ views, sống trên đỉnh cao danh vọng trở nên lao đao ngập trong thị phi và suy sụp. Anh cũng từng rơi nước mắt và có ý muốn bảo vệ Billie Eilish khi cô nàng có những thành tựu đầu tiên sau album When We All Fall Asleep, Do We Go. Anh nói rằng không muốn cô nàng trải qua những điều tương tự như mình đã từng. Khán giả cho rằng đó chỉ là áp lực của thành công đến quá sớm cũng như đối mặt với sự nổi tiếng bất ngờ. Đến bây giờ, những điều anh từng trải qua mới dần được hé lộ và hình ảnh Justin Bieber tiểu tụy, sắc sơ năm nào lại khiến khán giả không khỏi thương cảm. Giống như Justin, Hoài Lâm cũng đã trải qua những thăng trầm trong quá khứ. Đoạt giải quán quân chương trình gương mặt thân quen năm 2014, Hoài Lâm trở thành cái tên sáng giá được nhiều người chú ý. Anh còn từng được giới chuyên môn đặt lên bàn cân, so sánh hào quang ngang với Sơn Tùng. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam ca sĩ còn có giọng hát nội lực và truyền cảm. Chính điều này đã khiến Hoài Lâm có một lượng khán giả đông đảo. Tuy nhiên, khi đang ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, nam ca sĩ bất ngờ lập gia đình. Hoài Lâm còn liên tiếp vướng ồn ào hủy những buổi diễn vì lý do sức khỏe và quyết định hạn chế hoạt động thời gian sau giọng ca hoa nở không màu lui về ở ẩn không còn hoạt động nghệ thuật anh từng chia sẻ tôi sợ showbiz thị phi lắm đã chảy và nếm đủ nên đã đến lúc phải dừng lại hiện nay cuộc sống hiện tại của nam ca sĩ sinh năm 1995 đã có nhiều sự thay đổi vào cuối năm 2019 hoài lâm và xin đi lưu xác nhận đường ai nấy đi hậu chia tay giọng ca hoa nở không màu chọn cuộc sống kín tiếng dưới quê nhà vĩnh long nam ca sĩ từng gây sốc khi để lộ ngoại hình xê xòa trong thời gian ở ẩn khó nhận ra một hoài lâm điển trai một thời được khán giả yêu thích sau nhiều biến động về cuộc sống Hoài Lâm dường như đã đánh mất hào quang mà mình từng có. Tuy nhiên, anh vẫn nhận được khá nhiều sự quan tâm của những khán giả luôn mong ngóng thấy anh trở lại với âm nhạc nhiều hơn.